Bệnh nhân Thủy đến từ Hải Phòng bị liệt dây thần kinh số 7 bên phải đã 15. Chị cũng đi chữa bằng phương pháp châm cứu, xông lá ngải nhưng bệnh không khỏi hẳn. Chị tìm đến bệnh cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông với mong muốn được chữa khỏi bệnh của mình để có thể tự tin giao tiếp hàng ngày. Hiện tại bệnh của chị còn để lại những di chứng như sau. Thứ nhất, tê bì mặt bên phải. Thứ hai, giật và máy mắt phải nhiều. Thứ ba, miệng lệch nhiều. Chị tâm sự là vì phụ nữ nên ai cũng muốn mình đẹp trong mắt người khác. Nhưng từ khi mắc bệnh, chị không còn tự tin gặp mặt bạn bè. Trong lòng chị luôn cảm thấy mặc cảm vì bệnh tật của mình. Qua quá trình thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ quyết định cấy chỉ kết hợp với uống thuốc bắc và đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân như sau. Thứ nhất, không lên tắm khuya. Thứ hai, không lên đi dưới trời mưa quá lâu. Thứ ba, khi đi ra đường thì phải bịt khẩu trang, đeo kính tránh gió lùa. Thứ tư, ăn uống thức ăn ấm nóng. Thứ năm, nhai kẹo cao su, nhai bằng hàm bên phải. Thứ sáu, bệnh nhân nên lưu ý những điều trên để tránh tái phát. Sau khi cấy chỉ xong, bệnh nhân có thể nghỉ ngơi 15 phút tại phòng khám, sau đó ra về sinh hoạt bình thường, kiêng trong 3 ngày đầu không để mồ hôi, nước xà phòng, bụi bẩn dây vào chỗ cấy chỉ. Sau 3 ngày, bệnh nhân bóc miếng dán tại nơi cấy chỉ, vệ sinh bằng nước muối loãng. Chúc bệnh nhân mau khỏi bệnh. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cayci.vn.